Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi chiều nha. Chiều hôm nay thì mình cũng tiếp tục lên đường đi bẫy chuột để mưu sinh nữa nha các bạn. Tại quê mình giờ đây thì nói chung tình hình dịch bệnh cũng khó khăn nha các bạn, không có săn bắt con gì được các bạn ơi, tại mình không có đi xa được. Mình bẫy chuột thì lòng vòng quê mình chừng 2 3 cây, 3 4 cây đồ lòng vòng nhà quê mình thì được nha các bạn. Thì mình cũng chuẩn bị bẫy đồ xong hết trơn nè các bạn. Mình sửa sẵn lên đường nha các bạn. Nãy giờ mình cũng tính đi đó các bạn, mà do quê mình vừa có cơn mưa rất là lớn nha các bạn. Các bạn thấy giờ này trên bầu trời còn âm u hết nha các bạn. Thì mình cũng chuẩn bị rồi nè các bạn. Thì cũng có nhiều bạn hổng gà bình luận hỏi mình bẫy chuột bằng mồi gì mà nó dính hiệu quả đó các bạn. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn ha. Mình sẽ bẫy ở đây là gồm 3 mồi nha các bạn. Mồi ốc bu vàng và mồi phai mì và mồi mít. Trong khi đó là 3 mồi đó mình thấy mít là hiệu quả nhất nha các bạn. Nó bẫy sẽ bẫy được các loại chuột hết nha các bạn. Giống như quê mình thì có cống nhum, chuột cơm đều dính nha các bạn. Chỉ có cống lan là nó cũng dính nhưng mà ít dính nha các bạn. Cống lan thì con loài chuột đó nó rất là khôn, nó ít đi chạy bẫy lắm nha các bạn. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn vậy thôi. Đây mình cũng giống như mình chia sẻ với các bạn nào mới sửa sẵn tập tành để đi bẫy chuột đó nha các bạn. Còn là bẫy mồi nha các bạn, còn những cao thủ mà bẫy đường mòn và mấy cao thủ bẫy lâu năm thì mình không dám chia sẻ nha các bạn. Chỉ có mấy bạn hỏi thì sẵn đây mình sẽ quay video này để chia sẻ với các bạn luôn. Rồi thay giờ để tránh mất thời gian của các bạn, mình cũng không nói lòng vòng nữa các bạn. Mình sẽ tha đồ lên đường mình đi bẫy và mình sẽ mời các bạn tối đêm nay theo chân mình trải nghiệm thăm những chiếc bẫy chuột, thử coi nó có hiệu quả không nha các bạn. Mình hẹn gặp các bạn vào tối nay. Trước lúc mình đi thăm bẫy mình sẽ mời các bạn theo mình nhé. Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi tối nha. Tối hôm nay thì mình cũng lên đường tiếp tục đi thăm những chiếc bẫy chuột mình để buổi chiều nữa nha các bạn. Cũng cuộc sống mưu sinh đó các bạn ơi. Thì giờ này mình đi qua tới điểm này nha các bạn. Điểm này thì cách nhà mình cũng cây mấy hai cây số nữa nha các bạn. Cũng lòng vòng nhà nữa các bạn ơi. Thì đây là mồi mít nha các bạn. Mồi mít phai mì với mồi ốc. Rồi mình cũng tới điểm này nha các bạn. Để mình xuống mình thăm cả nha các bạn. Đây là cái lồng của mình. Cái đầu tiên đây nè các bạn ơi. Hổng gà cá đầu tiên lần nào cũng dính chân nha các bạn. Như mình bẫy chuột bằng mồi các bạn nó cũng nhảy lắm nha các bạn, cho nên nó hay dính lắm. Rồi dính các bạn ơi. Thì bữa nay mình cũng khởi hành có 25 cái nha các bạn, mà không có còn được 25 các bạn ơi. Đêm hôm bị mấy cống nó làm hư hết mấy cái bẫy nha các bạn ơi, làm thủng bẫy chân nha các bạn. Dính chuột cơm các bạn ơi. Cái đầu tiên dính em cơm. Em cơm này cũng tạm được chứ không bự hung nha các bạn. Đây. Rồi để mình lên các bạn ơi, tại mình đặt theo mé kinh nha các bạn. Với máy kinh thì gần nhà dân đó các bạn, chó nó sủa, các bạn có nghe thông cảm gì mình nha. Điểm này hơi xa nên mình đi cũng hơi sớm hơn dự kiến nha các bạn. 5 phút nữa mới 9 giờ nha các bạn. Mấy bữa nào gần thì mình đi 9 giờ mấy các bạn ơi, còn mấy bữa này xa cách nhà mình 2 cây số, lòng vòng đi tới lưu nữa nha các bạn. Trừ đường đi về đồ nữa. Rồi giờ để mình đổ vô rồi mình đi về tới một hơi có dính mình quay tiếp nha các bạn. Một em đầu tiên, một cái đầu tiên, một em đầu tiên. Cái mới vô thấy có dính mở hàng, thấy có dính là thấy vui nha các bạn. Rồi, đây mình cũng có một cái nữa nha các bạn. Cái này cái thứ hai các bạn ơi. Dính các bạn ơi, cơm nữa nha các bạn. Trời ơi, cơm nhỏ các bạn ơi. Cơm này cơm chục gắn. Rồi, nhìn thấy nhỏ mà bấy lên cũng trọng quá các bạn ơi. Tưởng nhỏ mà này cũng bự chứ cũng không nhỏ các bạn ơi. Rồi hai cái dính hai con nha các bạn. Qua bên kinh này mình không có điểm bẫy các bạn ơi, cho nên mình chạy hơi xa nha các bạn. Rồi giờ để mình đổ nó vô nha các bạn. Hai cái được hai con đó các bạn ơi. Rồi mình đi về tới một hơi có dính mình quay tiếp nha các bạn. Hy vọng bữa nay có cống nhum được các bạn ơi, chứ nếu mà chuột cơm không thì nó không có nặng ký nha các bạn, chậm vô ký đó. Mình bữa nào mà dính được dạng cống nhum là thấy ngon nha các bạn. Mà mình đi này cũng hên xui nha các bạn, săn bắt mà nhiều khi mình đi ngay điểm của nó thì có cống nhum, còn nhiều khi mình đi chặt điểm nó không có cống nhum nha các bạn. Nhiều khi ngay không ngay điểm nó không có cống nhum mà dính cơm mà cũng hên xui chưa biết trước nha các bạn. Rồi giờ mình đi về tới một hai có dính mình quay tiếp các bạn ơi. Đây mình có một cái nữa nha các bạn, cái này cái thứ ba nha các bạn, dính luôn bạn ơi, cũng cơm nữa nha các bạn. Đồ này chiều mình đặt thấy cái hướng của bộ cơm có cơm chứ sợ không có cống nha các bạn. Tại thấy cái đường nó không có đùng chứ không có mà ủa không có vỏ ốc nha các bạn, chứ có cống tới đâu rồi nó ăn vỏ ốc nó bỏ ra nhiều lắm bạn ơi. Mẹ cơm, cơm này bự nữa các bạn, con này con đực bự, cơm chậm. Rồi ba cái dính ba con nha các bạn. Mình bẫy này bẫy màu cho nên nó cũng nhảy lắm nha các bạn. Để có bạn nói sau hỏi mình sao mà bẫy cái nào cũng dính nha các bạn, không có cái cũng không dính, nhưng mà tại không dính mình không có quay nha các bạn. Nhưng mà nãy giờ thì sự thật mình bẫy thăm mấy ba cái dính được ba con rồi các bạn ơi.
thì bảy mẻ cũng hên xui các bạn, nhiều khi nguyên luôn 5-6 cái nó dính kiền 5-6 con các bạn, mà nhiều khi nguyên luôn 5-6 cái không dính con nào không chừng các bạn. Cái khúc nào có chuột thì dính mạnh, còn khúc nào không có chuột thì nó sẽ không dính nha các bạn. Rồi để mình trút vô rồi mình bẫy lại, hy vọng cử sáng mai mình đi thăm nó có hàng nha các bạn. Rồi mình đi về tới một hơi có dính mình quay tiếp các bạn ơi. Như đây mình có một cái nha các bạn. Rồi, dính vô các bạn ơi, dính cơm bự nha các bạn. Ngon lành các bạn ơi, 4 cái 4 con đó nghe các bạn. Hy vọng nó dính vậy hoài là mình ngon lành nha các bạn. Mà sợ hơi nhiều khi đầu nó dính mà đuôi nó không dính không chừng các bạn ơi. Bẫy này cũng không đâu nói trước được. Cơm này quá bự các bạn ơi. Chà bá nha các bạn. Cơm đực. Bạn thấy đã không? 4 cái 4 em nghe bạn. Đây. Trong đây 3 em. 4 em, không bự không nhỏ nha các bạn. Mấy con này là bự nè các bạn, còn hai con trong đó nó vừa vừa, có một con bự còn hai con vừa vừa. Rồi. Quá ngon lành, 4 cái dính 4 con. Giờ để mình bỏ nó vô rồi đi về tới nha các bạn. Một hơi có dính mình quay tiếp các bạn ơi. Đây mình có một cái nè các bạn. Tại mình bẫy này theo cũng mấy lộ nha các bạn nên mình chịch xe xuống lộ đầu mình thăm nè các bạn ơi. Tuốt dưới bạn, 77 mình hỉ dưới dính các bạn. Tuốt dưới để mình chui vô lấy nha. Có lắp đồ khó xem các bạn thông cảm mình nha. Tuốt trong cái lụm bạn. Dính chục cơm. Con này cũng không bự không nhỏ cũng gâu gâu nha các bạn ơi. Đây, 5 cái dính 5 con nha các bạn. Dính kiền kiền đó các bạn ơi. Giá để cuối nó dính được vậy thì vô nha các bạn. Mà bữa nay mình còn được có nó 25 chứ còn 22 cái các bạn ơi, bị hư hết hai cái bẫy nha các bạn. Do đêm trước mình bẫy chúng ngay ổ công nhum đó, nó quậy banh bẫy quá các bạn ơi. Banh quậy bẫy sảy hết mấy con mà dính được, từ đêm trước nó dính được 7 con công nhum đó các bạn. Đêm trước quá chúng các bạn ơi, đêm trước đâu gần 7 kg chuột nha các bạn. Đêm trước có 25 cái mà bẫy dính gần 7 kg đó mà hư hết hai cái bẫy nữa các bạn. Hai bẫy đó là chuột công nhum đi luôn các bạn ơi. Nó tung ra được đi nha các bạn. Lại bẻ sắt gãy trơn tại bẫy mình bẫy cũ nữa các bạn. Tung được. Rồi, giờ để mình ngưng đây nha các bạn. Mình đổ con này vô rồi mình đi về tới một hơi có dính mình quay tiếp các bạn ơi. Đây mình có một cái nữa nha các bạn. Nãy giờ mình thăm 2-3 cái nó cũng dính được một con mà mình không có quay được các bạn ơi. Do ngay nhà quá trời chó sủa rồi mình không quay luôn nha các bạn. Cái này dính luôn các bạn ơi. Hồi rồi cái này cắn gãy cây nữa trên nha các bạn. Chuột này dữ quá. Chuột cơm nha các bạn. Nãy giờ chưa thấy con cắm mà hết bạn ơi. Đùa này chiều mình bẫy sao mình thấy nó cũng hơi meo vậy vụ cắm nha các bạn. Luồng này bẫy chịu thấy không có cống nhiều. Cỡ này khu vực nhà mình bẫy hết rồi nên mình đi lăn cặn cỡ cây mấy hai cây số nha các bạn. Đó, hồi nãy mới dính thêm được một con nữa mà mình không có quay được nha các bạn. Tại ngay chăn cửa nhà quá trời chó, đám chó sủa rồi bạn ơi, rồi mình tranh thủ mình đi giết nha các bạn. Con này nó cũng cả ký chuột nha các bạn, ký cứng ký đó bạn ơi. Trong đây được 6 con nè, chuột trọng trọng không nha các bạn. Khủng không khủng mà nhỏ thì không nhỏ nha các bạn, vừa vừa nhưng mà cũng bự rồi đó bạn ơi. Chạy chuột cơm, cái loại chuột này bay lớn là bự nha các bạn. Vậy cũng ngon lành các bạn ơi. Quê mình giờ đây mằn ăn rất là khó khăn nha các bạn, chỉ còn bẫy chuột để kiếm sống đồ được thôi nha các bạn. Chứ ngoài ra mấy chuyện khác thì khó lắm các bạn ơi, tại đi tới lui rất là khó vì dịch bệnh đó các bạn, căng lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ mình cũng ngưng đây rồi mình đi về tới một hơi có dính mình quay tiếp nha các bạn. Điểm này mình có 2 cái nha các bạn. Là anh thăm cái đằng đây trước, cái đằng đây, cái đằng nắng nha các bạn. Cái tẹt qua, cái tẹt lại. Này, tuốt với mấy kinh nha các bạn. Lên xuống cũng rất là khó. Mình cắm cắm xuống các bạn cũng thông cảm giùm nha. Tại vì cái đường khó lên xuống các bạn. À, có dính các bạn, thấy tung tung mà không biết chuột gì nha các bạn. Xác với mấy mươi kinh nè các bạn. Hồi rồi cắm giùm các bạn ơi. Hồi rồi đã quá bạn ơi, còn sống to mà cũng không nhỏ nha các bạn. Ngon nó, để mình đem lên lộ nha các bạn. Em bên dễ nha, rồi cũng đỡ các bạn ơi, cầm thấy nặng cong cong cây là chịu rồi nha các bạn. Kha 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 kha, quá đã các bạn ơi, sướng sướng rồi nha. Nghe có dính cống là mình mừng lắm bạn ơi, tại dính cống nó mau vô ký các bạn, mình sẽ có tiền nha các bạn. Đó, con này từ nửa ký 600 gram nha các bạn, chắc thủ 600 gram, hơn nửa ký rồi bạn ơi, hơi trọng rồi. Đây, quá trời cái lửa cắn mình các bạn ơi, bước xuống cái lửa. Rồi, để mình lại mình thăm cái ở đây luôn nha các bạn. Mình này mình bẫy cặp mấy lộ nữa nha các bạn. Cho nên chịch xuống mấy kinh chút là tới bẫy mình nha các bạn. Mình nhích tới nào gặp tạ chú gì là mình ghé mình thăm đó các bạn ơi. Bẫy trong góc dừa này nè các bạn. Hồi dính nữa các bạn ơi, hình như cấm nữa các bạn ơi. Hồi vừa cống nhìn nữa các bạn ơi.
Con này con tơ nha các bạn. Vậy là ở đây có bạn cống nhiên tơ nữa bạn ơi. Con mình vừa dính là con già đó. Con này con tơ nữa các bạn. Quá đã. Hy vọng sáng nay coi chừng nó còn dính nữa nha các bạn. Còn bầy tơ đây đó các bạn ơi. Mà mình bẫy đây được có hai cái nè các bạn ơi. Cũng tiếc ha các bạn, phải chiều bẫy đây nhiều nhiều là dính bảy con tơ luôn nha các bạn. Mình nói nó nhỏ nhỏ vậy các bạn chứ nó cũng bằng cỡ hai con chuột cơm mình nha các bạn. Hai ba chuột cơm mình đó. Còn con đó là bằng ba bốn chuột cơm mình luôn. Hồi gơ nó cắn các bạn thấy không? Cắn ghẹo ghẹo quá. Quá ngon lành bạn ơi, hai cái dính kỳ hai con cống nha các bạn. Thì bẫy này cũng hên xui đó các bạn ơi. Mà mình cũng nói các bạn luôn, mình bẫy mà mít này là rất là hiệu quả nha các bạn. Bởi có nhiều bạn hỏi mình bẫy bằng màu gì đó các bạn. Mình không biết quê bạn thì sao chứ quê mình là bẫy mờ mít là đạt hiệu quả nhất đó các bạn. Từ trước tới giờ mình bẫy 25 cái bẫy thôi nha các bạn, là ít có khi nào mà nó dính dưới 3 kg lắm nha các bạn. 5 6 kg, 4 5 kg. Ít gì ít cũng 3 kg mấy, 4 kg đó các bạn ơi. Mà mình thấy chung chung 5 6 kg, 4 5 kg, 5 6 kg hoài nha các bạn. Nằm cứng đó đó. Còn bữa nay thì mình không biết sao nha các bạn, tại mình đi này là khu vực lạ. Khu vực này thì chiều mình đi thì nó nào ngay mình không có thấy điểm bẫy cống nhiều bạn ơi. Mình thấy hình như có chuột cơm á. Mà mình bẫy đại vậy mà cũng dính cống này nha các bạn. Tại mấy điểm cũ mình bẫy không gà giết mình bắt giảm rồi. Giờ mình mới sang điểm mới, hai con cống. Hai con cống này cũng cả ký, cứng ký nha các bạn. Được, cứng ký chục cơm được 2 ký đó các bạn ơi, là thấy vui rồi đó nha các bạn. Nửa sạc lợp rồi các bạn ơi. Được vậy là quá mừng rồi. Còn đây tới cuối dính được nhiều dính nha các bạn. Dính nữa thì mình ngon, còn không dính cũng không gì các bạn ơi. Rồi, giờ để mình xử lý nó rồi mình đi về tới một nơi có dính mình quay tiếp nha các bạn. Dưới đây mình có một cái nữa nha các bạn. Nãy giờ cũng ngon ngon đó các bạn ơi. Dính nữa các bạn ơi. Dính chục cơm nha các bạn. Đây, cơm này cũng chậm rồi. Bảy trong lỗ đây nha các bạn. Em đem lên bạn ơi. Mình có con tay á. Có lắc rồi khó các bạn xem không cảm gì mình nha. Tại mình có con tay. Nó hơi khó nha các bạn. Với cái điện thoại mình quay buổi tối nó cũng không đẹp hung các bạn ơi. Tại do giống như là cái điện thoại cùi bắp đó các bạn. Mình chưa có kinh phí để mua điện thoại mới nha các bạn. Đây, ngon lành nha các bạn. Ở đây thôi là mình thấy ấm lòng rồi các bạn ơi. Nãy giờ cũng hai ba cái không dính nha các bạn. Đầu vô thì dính quá, sao nãy giờ lửng lửng khoảng giữa nó dính cũng hơi yếu nha các bạn. Cống nhum tơ mình đổ nó đây luôn các bạn ơi. Tại con đó nhỏ nha các bạn, đó khoảng 300 g mình bỏ nó đây luôn, cả 300 g các bạn ơi. Bỏ nó đây. Còn cống già thì mình bỏ riêng. Cống già thì mình bỏ trong túi này nè các bạn. Chứ còn để vô chung này nó cắn chết chuột cơm nha các bạn. Nói chung là tới đây là gì cũng ngon rồi các bạn ơi. Tại vì quê mình tình hình hiện nay dịch bệnh phần mà mặn ăn cũng rất là khó nha các bạn. Ai cũng vậy hết đó các bạn. Cái cũng có nhiều đồng nghiệp đi săn bắt giống mình nữa nè các bạn. Như công ty đồ màng không được đó các bạn. Cho nên là chiều cái ai cũng quẩy vài chục cái gặp đi đặt vậy. Cái kiếm 100 ngàn, 200 ngàn để trang trải cuộc sống gia đình nữa các bạn. Cho nên thì mình săn bắt nó cũng hơi gặp khó khăn. Mà tại vậy cũng vui nha các bạn, mình còn đi tới lui săn bắt được thì còn kiếm sống nuôi gia đình được các bạn ơi. Rồi, để mình đổ nó vô rồi mình đi về tới nha các bạn, một hai cái dính mình về tiếp các bạn ơi. Đây mình có một cái nha các bạn. Nãy giờ ba cái các bạn, nó cũng không dính nha các bạn. Tới khúc này sao nó dính yếu lại nha các bạn. Thì để tránh mất thời gian của các bạn, cái nào không dính mình sẽ cắt bỏ nha các bạn. Cái nào dính các bạn ơi. Chắc lên nha các bạn. Cầm nó cắn mình nha các bạn. Cho nên phải đổi đời cầm cái quai mới được nha các bạn. Đây, một em nữa nha các bạn. Con chuột này cũng to nha các bạn. Cơm. Cái lợp này là lợp mình lợp bự nha các bạn. Mấy cái lợp này mình lụm được nha các bạn. Mình đi đặt là có nọc nghiệp mình nhiều khi mới ra nghề diễn biết đặt rồi quên bẫy các bạn. Cái hồi mình đi lục lại ở đầu mình đi đặt lại cái đầu mình gặp bẫy này mình sẵn mình lấy mình đặt luôn nữa các bạn. Đây. Giờ mình cũng ngưng đây nha các bạn, rồi mình đi về tới một hơi có dính về tiếp các bạn ơi, cũng khá khá rồi đó các bạn ơi. Thấy ấm lòng rồi đó. Đây mình có con cá nữa nha các bạn. Dính các bạn, chục cơm nữa nha các bạn. Mình bước xuống đây cái mé nha các bạn. Dịch thẩm. Cơm này cũng chậm nha các bạn. Mình lên bọn này nha. Có lắc bạn xem thông cảm nha. Bạn lên xuống cái dốc nó khó nha bạn. Có cái nó còn khó hơn, nó có dính nhiều khi mình chút mình cũng không có quay được nha các bạn. Tại cái nào dễ dễ thì mình quay các bạn ơi. Còn cái nào lên xuống khó thì mình khỏi quay các bạn ơi. Mình cắt bỏ. Để lên xuống đi tới lui rồi. Khó khăn các bạn. Nói chung tạm ổn đó bạn ơi.
cũng cả 2 ký chục cơm nha bạn, ký mấy chục cơm mà bạn, là với cống tơ đó mới được 2 ký. Còn con cống già này nữa là cũng được 2 ký ngoài chuột rồi nha bạn. Tới đây cũng thấy im rồi các bạn ơi. Thì mình còn cũng không có nhiều bẫy nữa bạn, nãy giờ ở đây thì nó dính cũng lưa thưa. Cắt 1 cái, 2 cái nó mới chịu dính 1 con nữa các bạn. Rồi, giờ để mình ngưng cái rồi mình đi về tới các bạn ơi. Một hơi có dính mình đi tiếp các bạn ơi. Dưới đây mình có 1 cái nữa nha các bạn. Đây mình đặt sắt mới xong các bạn ơi. Chỗ bè vừa đậy đó bạn. Dính chục cơm bạn ơi. Mình quay cái này nữa hả các bạn. Cái mình đi tới cái cuối cùng rồi, hoặc là mình đi về tới mình thăm nó có dính chuột cóc nhum rồi mình hả quay nha các bạn. Còn mấy cái không dính mình cắt bỏ, với nó có dính chuột cơm nữa chắc mình ngưng bớt bạn ơi. Nếu quay quá cái video nó dài nha các bạn. Rồi mình đi tới cái cuối cùng đó, mình sẽ tổng kết cử tấu cho các bạn xem. Còn nếu mà có dính cóc nhum thì mình mới quay nha các bạn. Thì nói chung thành quả nó giỡn khá đó các bạn ơi. 2 ký ngoài chuột cơm này với được con cống nha các bạn. Tại có mấy con dính nữa mình không có quay các bạn. Nãy giờ dính cũng mấy con nữa đó mà mình không có quay. Quay quá cái video dài quá bạn ơi, với mấy cái chỗ khó mình lên xuống khó khăn quá đó nên nó lắc quá các bạn xem cũng khó nên mình cũng không quay luôn. Rồi, giờ để mình ngưng cái nha các bạn. Mình đi về tới một hơi có dính mình quay tiếp các bạn ơi. Anh ở YouTube nữa. Rồi, tới đây là cái cuối cùng của mình nha các bạn. Nãy giờ nó cũng có dính các bạn ơi, mà do cái video dài quá mình cũng không có quay nha các bạn. Thì nói chung bữa nay cũng khá đó các bạn ơi. Cái cuối cùng thử coi án Sibo, án Sibo. Trời ơi, cơm các bạn ơi. Trời có dính vui các bạn ơi. Cái đầu tiên, cái cuối cùng đều có hàng là thấy vui rồi. Bữa nay cũng ngon lành các bạn ơi. Thành quả cũng khá nha các bạn. Đây. Đây, cử tối đây nha các bạn. Cái này cũng 2 ký mấy, gần 3 ký chuột cơm nha các bạn. 2 ký mấy hả, chứ không được 3 ký đâu nha các bạn. Luôn chuột cóc nhum tơ đó nha các bạn. Còn luôn cái con cóc nhum già này nữa thì bữa nay mình cỡ 3 ký nha các bạn. 3 ký thủ, hơn 3 ký đó các bạn ơi. Cử tối nha các bạn, mình còn hy vọng cử sáng nha các bạn. Bữa nay nó dính cóc nhum cũng yếu nè bạn, chứ phải nó dính cóc nhum nhiều mau vô ký lắm nha các bạn. Dính được 2 cóc nhum mà con già, con tơ nha các bạn. Con già này nó già chứ cũng không già hung đâu. Con này chắc cỡ 600 g thôi. 600 700 g hết mức rồi. 600 gram thủ với con tơ đó bạn, đó một em tơ. Còn nhiều chuột cơm nha bạn, nói chung chuột cơm bữa nay cũng khá khá không bạn ơi. Bự không bự mà nhỏ không nhỏ, có số bự có số vừa vừa, chứ có mấy con cũng khủng nè bạn, cạnh cạnh không nha bạn. Còn em cũng nhum tơ đã hả, cống nhum tơ thì mình bỏ vô đây được nha bạn, nó không cắn chuột cơm, chứ cống nhum già bỏ vô nó cắn chuột cơm nha bạn. Con này thì mình mới dính. Rồi bây giờ các bạn cũng cho mình ngưng video đây ha. Rồi mình cũng hẹn gặp các bạn vào sáng mai khi lúc mình cuốn những chiếc bẫy về đó các bạn. Mình sẽ tổng kết nghe các bạn, chứ sáng mình không có quay được cái cảnh cuốn bẫy các bạn ơi. Do sáng mình thức dậy sớm mình cho gà dịch đồ ăn nữa đó các bạn. Rồi tranh thủ mình đi dỡ sớm chứ, về đừng mình cho gà dịch đồ ăn đó nha các bạn. Cho nên mình không có quay nữa, còn nếu quay nữa cái video nó quá dài các bạn ơi. Rồi mình cũng xin chúc tất cả các bạn đang xem kênh mình có giấc ngủ ngon ha. Mình cũng mới bay các bạn ở đây. Hẹn gặp các bạn vào sáng mai lúc mình đi cuốn 7 giờ nha các bạn. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay thì mình cũng lên đường cuốn những chiếc bẫy chuột về tới nhà nha các bạn. Bữa nay nói chung là quá trúng các bạn ơi. Không thể tin nổi luôn nha các bạn. Đấy, các bạn thấy cái đó một một đống chuột không các bạn. Hồi sáng là mình nói thiệt các bạn, không cái nào mà không dính luôn, mỗi cái mỗi con nghe các bạn. Nè các bạn thấy dính đủ lợp luôn không? Còn này là cử tấu mình nè các bạn, cử tấu dính thì cũng gần đủ lợp chứ không đủ lợp các bạn ơi. Cử tấu dính hơi thưa hơn nghe các bạn. Thì mình bẫy ở đây được có 25 cái thôi các bạn, mà bản sáng không mà dính 23 con luôn nè các bạn. Tại vì đêm bữa trước nè các bạn, bữa trước mình đánh ngay chăng cái mẻ chuột cóc nhum nè các bạn, mấy cái bẫy nãy bị hư nè các bạn, nên là mình còn được có 23 cái nha các bạn. Chứ bẫy mình thì nó nào ngay tới 25 cái lận bạn ơi. Đêm trước xảy hết hàng cóc nhum nè, đêm trước mà cái clip mà mình bẫy trúng nguyên bầy chuột cóc nhum đó các bạn, ngay ổ đó là cái mẹ cái clip đó đó các bạn, đi hết 2 con nè các bạn, đó các bạn thấy nó hở chẹt quẹt nè, cắn đi nè, cái này là clip bữa trước nha các bạn, còn đây là cái clip bữa nay của mình đây, cái clip đêm hôm của mình. Hồi đêm hôm thì mình đi thăm nó dính cũng được cỡ khoảng 3 ký chuột nha các bạn, luôn con cống này nè, đó. Bên đó thì cũng được con cống mà con cống tơ nha các bạn, cống tơ mình bỏ chung với chuột cơm nè, còn con cống bự mình bỏ riêng để nó cắn chết chuột cơm nha các bạn. Còn buổi sáng thì mình thăm dính con cống một bạn ơi, tại cái luồng đó nó không có cống nha các bạn, con cống này cũng cống tơ các bạn ơi. Còn 23 cái bẫy là 25 cái mà hư 2 cái đó các bạn, hư 2 cái mình bỏ đây.
hai cái mình treo đây. Còn đây 23 cái đều dính nha các bạn. Các bạn thấy hết biết dính không? Bởi vì cái mồi mít là mình đặt thấy hiệu quả nhất nha các bạn. Tại đó giờ mình bẫy chuột cũng lâu năm mà các bạn, nhưng mà do mấy năm trước mình bẫy mình không có quay clip, ít có quay clip lắm nha các bạn. Cũng có thời gian quay nhưng có lúc mình cũng không quay, trừ lúc làm kinh giờ mình mới có quay nha các bạn. Dính cực kỳ nhạy luôn bạn ơi. Mấy năm trước mình bẫy chuối, mà năm nay chuối nó cũng hơi còn giá, còn quê mình mít nó đang rẻ quá. Mình thí nghiệm qua mình bẫy thử mồi mít nó dính rất là hiệu quả nha các bạn. Các bạn thấy nè, mỗi cái là mỗi con đó, buổi sáng các bạn 23 cái đều dính, 23 con nó sướng gì đâu các bạn ơi. Buổi sáng đi thăm mã hứng quá đã. Còn buổi tối nữa là bữa nay trúng lúc nha bạn. Bữa nay chắc cái đống chuột thì chắc mình cũng đón không ra nổi luôn bạn ơi. 23 cái này không là từ giá 3 kg luôn chuột trở lên rồi nghe các bạn. 3 kg mấy xiền đó các bạn ơi. Tại mình bẫy chuột dính cũng chậm chậm không nè các bạn. Có con chuột gắn nè các bạn ơi. Đây con chuột gắn, đây chuột gắn, vậy là hai chuột gắn các bạn. Còn như hoàn toàn là chuột bự không nghe các bạn. Chuột chậm không đó. Còn giác tối nè, này giác tối cũng nhiều, cũng nhiều nữa các bạn. Đó. Quá khứ rồi các bạn ơi. Thì mình ở đây mình cũng nói thiệt với các bạn, mình săn bắt là nói chung đủ nghề. Cái gì mà mình thấy hiệu quả thì mình mới quay, mình mới chia sẻ với các bạn. Nếu như các bạn nào thích thì làm theo mình, còn không thích thì xem cho vui thôi nha các bạn. Chứ cũng tùy theo hoàn cảnh nha các bạn. Nếu mà như các bạn nào đó hoàn cảnh như mình là vì tình hình dịch bệnh không mà ăn gì được và săn bắt để kiếm sống thì các bạn cứ làm theo. Mình ở đây thì đặt bài mồi này là ba thứ nha các bạn. Mồi mít, mồi phai mì, mồi ốc. Mồi mít là tạo mùi thơm, con chuột nó cơm nó rất là thích nha các bạn. Còn mồi ốc là để dành cho con cống nhum. Còn cái miếng phai mì á, mình để là tạo cái độ sáng nha các bạn. Nhưng mà nhiều khi con chuột cống nhum nó vẫn thấy phai mì nữa nha các bạn. Nhưng mà phai mì mình để là tạo độ sáng là dễ nhất nha các bạn. Còn mùi mít là tạo mùi thơm đó các bạn. Nhưng mà chuột cơm thì nó rất là thích mồi mít nha các bạn. Nên bẫy dính là bữa nay là khủng nhất đó các bạn. Từ trước tới giờ chưa có bữa nào mà mình bẫy nó dính đủ lợp như vậy nha các bạn. Có bữa nay là bẫy dính đủ lợp luôn đó. Nè, chú mình không có sửa sạn cho cá ăn nha các bạn. Rồi bây giờ mình cũng xin khép video đây. Nếu các bạn có xem kênh mình cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nha các bạn, để mình có động lực đó mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Mình cũng máy bay các bạn, hẹn gặp các bạn ở video sau.